Hello, xin chào. Tôi là Hùng. Tôi vừa mới lập ra một cái fanpage mới và tôi đang tìm cách làm sao để có thể là mời rất là nhiều người bạn bè của tôi. Ở đây, tôi đang tìm cách làm sao để có thể mời rất là nhiều bạn bè của tôi có thể là biết đến cái fanpage này và like cái fanpage này. Và tôi cũng đã thử tìm hiểu về cái cách thức để có thể là tạo ra cái cách thức để có thể là mời bạn bè. Các bạn có thể search Google, mời bạn bè, like page, auto. Và nó ra quá là nhiều kết quả luôn. Và cái những cái kết quả này thì có những cái kết quả rất là lâu rồi, xong rồi là cài tool, rồi là cài tiện ích, rồi rất là nhiều thứ, nói chung rất là loằng ngoằng. Và tôi thấy là tôi thấy nó rất là phức tạp. Và tôi muốn tìm cách làm sao nó thật đơn giản nhất. Thì bắt đầu tôi sau khi tìm kiếm một hồi rất là lâu rồi đấy, rất là dài rồi, thì tôi mới mình thử thêm, mình vào trong cái fanpage xem đấy, mình thử vào cái fanpage xem nào đấy. Sau đây thì tôi tìm kiếm ở đây thì xem tất cả bạn bè ở đây thì cũng có bấm vòng tay, chả thấy quyết được vấn đề gì nhiều. Xong rồi tôi bắt đầu bấm vào này các bạn, thì các bạn chú ý từng cái thao tác của tôi nhé, lưu ý nhá. Cái thao tác của tôi nên giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian để giúp cho bạn có thể là mời bạn bè của chúng ta. Mà bạn bè của chúng ta có phải là khách hàng tiềm năng của chúng ta không? Và những fanpage chúng ta lập ra làm gì? Để bán hàng, để trao giá trị, đúng không? Thì chúng ta phải trao giá trị người bạn của chúng ta, đúng không? Và như thế, nhưng mà nếu như chúng ta dùng những cái phần mềm bên ngoài kìa thì nguy cơ mất nick rất là cao. Đó. Nguy cơ mất nick rất là cao. Chính vì thế cho nên là bây giờ chúng ta phải làm thế nào, đúng không? Mà phải thật sự là an toàn. Thì tôi phát hiện ra một điều khá là thú vị mà tôi sắp chia sẻ cho các bạn đây. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mà chỉ cần một thao tác thôi, các bạn có thể gửi lời mời kết bạn đến tất cả những người bạn bè của chúng ta. Ok, có đơn giản không ạ? Nào, nhanh chóng. Nào, không nói nhiều nữa, bây giờ mình vào thực tế luôn. Nào, chúng ta để ý nhá, ở đây nhá có phần là mời bạn bè này. Đó. Bạn chú ý nha. Đây là những lời mời tôi đã gửi rồi này. Đấy. Và số người thích này. Đấy. Có một người thích luôn rồi nha. 40 người, có một người thích luôn rồi. Mà mình quan trọng này. Quan trọng là cái số chỗ này này. Chưa mời 2215 người. Được chưa? Chưa mời nha. Và bây giờ này, chúng ta chọn này. Tôi sẽ bắt đầu lần lượt cho bạn thấy cái sự thú vị đây này. Chúng ta có thể mời nhé, chúng ta có thể mời từng người đấy. Ví dụ tuyển dụng nhà hàng khách sạn này, tôi mời những người trong này đi, khách hàng tiềm năng của tôi. Rồi ấy có 19 người đúng không, 19 người đúng không, 7 trong nhóm này đúng không. Tôi có một cái điều thú vị đây này, tôi sẽ bấm vào cái nút này chưa này, gửi trong Messenger luôn nha, kinh không. Nhưng mà lưu ý nha, cái này chỉ gửi tối đa cho 50 người thôi. Ok, tức là tôi nghĩ là mỗi người mỗi ngày được 50 người. Và tôi thấy ở trong cái nhóm này này, cái nhóm này tuyển dụng nhà hàng ấy, nó phù hợp với lại cả khách hàng tiềm năng của tôi. Thì bắt đầu là tôi sẽ mời họ. Okay. Rồi, ta cứ mời, ta mời nhóm này trước nha. Và ta tự bấm thôi, gửi lời mời. Bạn chú ý quan sát này. Vậy là xong rồi. Xong rồi. Để tôi ra bên này xem nhá. Để tôi ra bên này tôi xem nào. Tôi sẽ xem là nó sẽ gửi tin nhắn như thế nào nhé. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Facebook đã tạo cho chúng ta cái tool này rồi. Và việc đơn giản chúng ta chỉ cần bấm thôi. Xin chào này. Xin chào, mời bạn thích trang, vì tôi nghĩ rằng nó có thể là ủng hộ trang này. Bạn sẽ nhận được tin nhắn. Bạn sẽ nhận được tin tức mới mẻ cập nhật, có thể là có thể tương tác với người khác ở trên trang này. Đó. Thú vị không các bạn? Nó gửi trực tiếp đến khách hàng của chúng ta rồi.
mà cái này nó chỉ nó giới hạn có 50 người thôi. Thế bây giờ chúng ta làm hàng nghìn người thì thế nào? Chúng ta muốn mời hàng nghìn người thế nào? Đúng không? Chúng ta mời hàng nghìn người thế nào? Ở đây có một điều thú vị là thống kê những người mà nó đã mời rồi này, thấy chưa? Đây chúng ta mời hết đúng không? Mời hết, mời tất cả luôn, tất cả bạn bè. Chưa? Ta bấm luôn này, chọn này. 10 giờ luôn. Mọi người có khả năng khác. À giờ này thì chúng ta hãy chọn câu khung giờ nhé, cái khung giờ phù hợp nhé. Bây giờ đang là 10 rưỡi buổi sáng. Đấy, tôi khung giờ này cũng chưa đẹp lắm. Nếu như mời vào buổi trưa thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình mời luôn. Tôi đang demo cho các bạn biết mà. Đúng không? Sau bây giờ chúng ta gửi này. Các bạn quan sát này. Gửi lời mời tới 2.195 bạn bè. Gửi luôn. Ok. Đã xong các bạn. Đã xong rồi. Chúng ta không cần phải cái tool gì cả. Đúng không? Facebook đã tạo ra cái tool cho chúng ta rồi. Facebook đã tạo ra cái tool cho chúng ta rồi. Và việc bây giờ của chúng ta chỉ là bấm thôi, tìm hiểu nó và bấm nó thôi. Ok, như vậy là tôi đã giới thiệu cho bạn xong. Tôi đã giới thiệu cho bạn xong cái cách để có thể là mời bạn bè một cách hoàn toàn tự động và chỉ bằng một nút bấm thôi. Ok, ở trên cái fanpage này thì tôi chia sẻ ra lại nhiều cái kiến thức tôi tổng hợp, cũng như là cái kiến thức của tôi đấy về kinh doanh online, về marketing online, về chatbot, về automation marketing, về đấy các bạn không kết bạn luôn rồi đấy, thấy chưa đấy. Kết nối luôn rồi kết nối vào, anh ta còn vào cả anh ta còn đi vào trong cái gì của tôi ạ, anh ta còn đi vào trong cái hệ thống chatbot của tôi luôn này. Hello anh Quảng, anh ta còn vào trong hệ thống chatbot của tôi luôn đấy, các bạn thấy chưa đấy. Thư Nguyễn đã thích trang rồi đấy, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Ở đây là một trong những cái thủ thuật mà tôi nghĩ là không quá nhiều người biết được cái điều này, và tôi biết điều này từ cách đây rất là lâu rồi, nhưng mà sau một khoảng thời gian tôi lại không tìm thấy nó nữa, nhưng mà bây giờ thì nó lại xuất hiện ở trên thành phố cũ này. Có thể là nó có rất là và cực kỳ nhiều người biết, nhưng mà tôi chẳng thấy ai chia sẻ cả. Thì tôi bắt đầu là tôi nghĩ là cái video nó cần thiết và tôi cần chia sẻ. Thái Hà Phương thích trang này. Tôi cần chia sẻ này cho rất là nhiều bạn bè của tôi được biết. Ok, nếu như các bạn đang kinh doanh trong các lĩnh vực như là spa này, chủ nhà hàng này, chủ cửa hàng thời trang này, hay bạn kinh doanh online, thì bạn có thể là tìm kiếm Hùng Ban Net. Ok, và nếu như bạn đang gặp khó khăn, ví dụ như là khách hàng ghé cửa hàng nhiều, bạn không có nhiều doanh thu không được như mong muốn của bạn, và công việc kinh doanh nó không được như cái mong muốn của bạn, nó chưa được đột phá như cái điều bạn mong muốn, thì bạn có thể kết nối với tôi. Tôi có thể giúp bạn cách tạo ra được một hệ thống automation marketing. Ok, hay là cái cách thức để giúp chúng ta có được những cái khách hàng và đưa họ vào trong cái chuỗi chăm sóc. Ok, để giúp khách hàng chúng ta có thể mua đi mua lại rất là nhiều lần và gia tăng cái lợi nhuận, cũng như là giúp cái công việc kinh doanh của anh chị nó trở nên là đảm bảo hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Vui lòng bấm nút like hoặc là đăng ký cái kênh YouTube của tôi, hoặc là ấn nút share ở cái phần trang Facebook cá nhân của tôi. Ok, để chia sẻ cái điều này cho nhiều người bạn cùng biết. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.